Chào anh nhà quê Thảo nha. Hello anh em ha. Hôm nay mình ghé tới tiệm chim cảnh của anh Hảo Cà Lam ha. Mình chọn mấy con chim nó đẹp nè anh em. Có luôn anh xuống bông á. Trà ngóc nhà quê ơi, xuống bông chưa có. Trà ngóc nhà quê nha. Bông chưa có trà ngóc nhà quê ơi. Hả? Linh còn ạ? Linh có khách chốt rồi. Có trống lẻ máy lẻ ok. Khách chốt anh ơi, còn một trống lẻ và máy lẻ. Chè lửa bao nhiêu? Chè lửa 250 anh em ơi. Chè lửa 250. Đó, chiên chè bữa nay là nhiều luôn. Để em quay qua dòng đây. Đó, bữa nay thì rất là nhiều loại hàng để cho anh em mình đó, lựa chọn thoải mái luôn. Anh em nào ở Sài Gòn thì ghé qua nhà em Hảo làm bữa nào. Con số 10. Chim rồi chim mò chim bớt chim số 10 đẹp thoải mái. Vậy mà nói chim gì cũng có, nói sợ quá. Trời ơi. Ông nội chàng mắt đây. Trời ơi mắt. Dạ, đã ở nhà quê còn lắp mà vô đây kiếm chuyện nữa. Rồi, số 10 đẹp nè. Ông đây quá dạ, không chịu. Có lẽ là bà con ở số 10 đẹp nè. Rồi bắt em không gửi nhà được nha. Đó, em phải đi cắt cảnh chị ở ngoài Bắc thì em không gửi được. Đuôi tôm không, đuôi tôm, đuôi tét gì thì... Chỉ là con ra tới đó rồi nó bỏ sát không mà. Đó, còn như đây. Bữa này khá là bữa này là to. Đẹp chưa? Không có ba. Đẹp không? Vàng anh nó hót anh em, vàng anh hót ngay mặt luôn nè anh em. Vàng anh nó hót ngay mặt luôn nè nha. Mi phổ chưa cho hàng anh em ơi. Anh em ơi vào xem like bên em ơi. Vào xem like cho khi một lượt kia, một lượt kia sẽ chia sẻ nha. Đấy em quay nhiều loại nữa cho anh em mình xem nha. Chứ vùng nào? Chứ vùng nào á? Quay số 3 xem anh ơi, ok, số 3 đúng không, kè lửa số 3 con đó thì đẹp như thế này luôn. Đây, con số 3 đây. Số 3, số 4 chứ, số 4 như số 3. Đó, để số 3, số 4 cho anh em xem luôn ha. Đó, hai con này là rất là đẹp nha. Đó, cực kỳ đẹp luôn, số 3, số 4. Chim mua có cọc không, anh ở đâu à? Anh em ở tỉnh xa thì chỉ khoảng đủ em mất tiếp chim đi. Anh em ở tỉnh xa thì chỉ khoảng đủ em mới gọi chim đi nha. Còn anh em ở Sài Gòn thì follow em, nhắn tin cho em, cờ vàng rồi em nhắn địa chỉ, ghé qua nhà em nằm bữa nằm nghiêng lựa thoải mái. Đồng Tháp thì chỉ đủ tiền em mới gọi chim đi anh. Đồng Tháp thì chỉ đủ tiền em gọi chim đi nha. Rất là nhiều loại hàng anh em, bữa nay về có thanh tước luôn anh em nha. Thanh tước Việt Nam, thanh tước Trung Quốc có hết anh nha. Má quay clip mà có người á hả nói giùm đỡ kể dữ vậy anh em. Anh Quang Hiển ơi, đuôi mấy anh muốn mua đuôi bao nhiêu đó? Đuôi 18 thì em bán 400 ngàn, còn con này tầm khoảng 16-17 thôi anh em nha. Mấy con này tầm khoảng 16-17 thôi anh em ơi. Ở trên live thì em cũng nói trước luôn nha, trên live thì anh em ở tỉnh xa thì chuyển khoản trước em gửi chim đi, em cũng không bao ship luôn. Còn anh em nào ở gần ở Sài Gòn thì ghé qua nhà em Hảo nằm ngửa nằm nghiêng xem chim, rồi chim hò chim giúp chim bớt chim thoải mái đó. Còn anh em ở xa thì chuyển khoản trước em gửi chim đi nha. Số bà cũng đẹp. Trên 20 thần có không? Không có hàng anh Hiển ơi. 20 hôm qua về được một con, hai con bán hết rồi đó. Về ở đây là em về là bán liền là em, nên không kịp thần đâu đó. Số này là độ rồi. Chè lửa, chè lửa 250 một con anh, chè lửa 250 một con nha đó. Kè lửa 250 một con, còn đây anh em chim màu mè nha. Đó, bữa nay hàng màu mè cho anh em nuôi AV rồi nha. Ở giờ anh em hỏi rất là nhiều. Đó, không có hàng, bữa nay có hàng rồi nè. Đây, con này đó, rất là nhiều anh em hỏi nè. Đây là chim không gần. Không gần cho đàn thần nữa nè. Có thú mái là số 600 khác rồi. Số 3 cao đẹp đó. Đó, thú mái là 600 khác. Có một con thôi, hai con bán hết một con rồi. Rất là nhiều luôn. Đó, cửa máy anh em nha. Đó, đây, thanh trước anh em hỏi thanh trước, em quay thanh trước đây. Đây, cái con đây là con thanh trước, con này là con Việt Nam, còn con này là con Trung Quốc anh em nha. Đó, thanh trước Trung Quốc nha. Đó, hai dòng chim cực kỳ dễ nuôi, rất là nhanh dạn, rất là nhanh hót. Đặc biệt dòng hót rất là hay anh em nha. Đó, dễ nuôi nha. Bỏ cam bỏ chuối là nó ăn rồi. Đó, bỏ cam bỏ chuối là nó ăn rồi. Chè lửa 250 một con anh nha.
em đợi em chiếu ra để em đang quay con thằng trước cho anh em xem, anh em chốt con thằng trước rồi em quay thang với lượng thằng em mặc sau không biết không đúng à. Anh em đợi em một xíu, thang lượng có hết nha. Bên em là chim cung cấp quay các thấy xuyên thấu bên kia, bên em là chim cung cấp các loại chim cảnh nha, không có thiếu chim gì cho anh em mình nha. Anh em chia sẻ cho em một người, chia sẻ một cô lô có một cô lô và hạ tim đông, anh em vào em chốt thằng trước Trung Quốc. Anh Giác Ngộ anh ở đâu ạ? Anh Giác Ngộ anh ở đâu ạ? Anh chốt rồi anh alo giùm em số này đó, đó. A cộng đầu tiên.